Cách đây ít ngày thì có bạn hỏi rằng có thể quay cái chậu 2m2 bằng cách là quay miệng chậu trước không? Thì để trả lời cho các bạn và mọi người thì hôm nay mình sẽ làm cái video quay cái miệng chậu 2m2 trước. Rồi sau đó thì mình sẽ quay toàn bộ cái quá trình mà quay cái chậu 2m2 với cái miệng chậu của ngày hôm nay và up lên cho các bạn xem. Vậy các bạn đón xem nha. Các bạn xem mà cảm thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và cho Hà một like nha, để Hà có động lực để làm những video khác cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đâu giờ không có làm bạt nữa. Đây là cái miệng chậu tương đối lớn. Ngoài cái kết cấu về sắt ra thì chung khi quay chúng ta nên trộn hồ cho nó già chút xíu để mình lật nó được tự tin và nó đảm bảo rằng cái miệng chậu nó không bị bể. Và hôm nay mình quay thì khoảng 2 ngày sau mới lật được nhé các bạn. Chúc các bạn thành công.